Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì tình hình giá thanh long trong một vài ngày vừa qua thì đang tăng. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình hình giá thanh long có thể tiếp tục tăng thật là mạnh để cho quý bà con nông dân mình có thể yên tâm và có lãi. Tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực miền Tây thì giá về dựa thì thanh long hàng VIP đang có mức giá động từ 20.000 đến 21.000 đồng một ký, còn loại 1 thì đang có mức giá động từ 16.000 đến 18.000 đồng một ký, loại 2 thì đang có mức giá động từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký, loại 3 thì đang có mức giá động từ 8.000 đến 12.000 đồng một ký. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực miền Tây thì đang có mức giá động từ 7.000 đến 9.000 đồng một ký, tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn thanh long mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng trong một vài ngày vừa qua thì cũng đang tăng nhẹ, cụ thể là bò đẹp hiện nay thì đã có giá lần lượt là 9, 10, 11, bò sàn thì nó có giá đồng từ 7.000, 8.000, 9.000, mua xô hiện nay thì nó có giá đồng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ hôm nay ở khu vực Bình Thuận, hàng VIP hiện nay thì đang có mức giá là 18.000 đến 20.000 đồng một ký, loại 1 hiện nay thì đang có giá đồng từ 14.000 đến 16.000 đồng một ký, loại 2 thì đang có giá đồng từ 9.000 đến 12.000 đồng một ký, loại 3 hiện nay thì đang có giá đồng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn thanh long, tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần mà giá có thể chênh lệch lên xuống. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc cho toàn thể bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao và bán được giá.